Theo thống kê của Bộ Y tế, số mắc tay chân miệng vượt 10.000 ca, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, khi số ca mắc tay chân miệng gia tăng đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh chuyển nặng. Để đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời trong công tác điều trị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh cần đảm bảo cung ứng thuốc để phòng chống dịch bệnh, trong đó có bệnh tay chân miệng. Theo Cục Quản lý Dược, về cơ bản nguồn cung ứng của các thuốc sử dụng trong điều trị bệnh tay chân miệng đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Trường hợp các bệnh viện thiếu thuốc điều trị, khó khăn trong nguồn cung ứng thuốc, Cục Quản lý Dược sẽ khẩn trương giải quyết theo quy định.